Xin chào quý vị và các bạn. Đã lâu thì tôi không ra những video mới. Và ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với tôi trải nghiệm một buổi lái xe tải tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chiếc xe ngày hôm nay tôi sẽ trải nghiệm. Mẫu xe Vin với chiều dài là 5,6m. Chiếc xe này có trọng tải 2,4 tấn. Và nó sử dụng khối động cơ cũng 2400cc luôn. Sản sinh công suất cực đại được rơi vào khoảng 82 mã lực tại số vòng tua 4200 vòng trên phút. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi trải nghiệm mẫu xe này. Bạn đã cần xe đầu kéo cũ, xe tải cũ, sơ mi rơ móc cũ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi 0941 582 868, khu vực miền Nam, hoặc truy cập ngay vào website www.mayxe.vn. Hát rồi, an toàn rồi đã các bạn ơi. Và đồng hành với tôi trong chương trình ngày hôm nay sẽ là một anh tài xế kinh nghiệm cũng rất là lâu năm. Được chưa? Bắt đầu di chuyển nào. Xe này thì theo như cá nhân tài đánh giá thì chiếc xe này nó được sản xuất vào năm 2014 và cho đến bây giờ thì đã trải qua 5 năm sử dụng rồi. Theo như những người từng lái chiếc xe này là anh Nam, anh Trực đang ngồi cạnh tôi đây, mẫu xe này thường hay bị hỏng vặt một số điểm như là cái phần điện. Và một điều khá là khó chịu nữa khi lái mẫu xe này đó là phần hộp số, cái xa số thì nó rất cứng. Xe này đúng xa số rất cứng. Giá thành nó rẻ. Như anh Trực vừa nói xong thì đúng là chiếc xe này có giá thành cực kỳ rẻ, giúp cho tiếp cận được với rất nhiều người tiêu dùng và nhanh thu hồi lại được cái phần vốn bỏ ra ban đầu các bạn ạ. Đây là một điều thực sự là những người Việt Nam, những người đang bắt đầu ra những chiếc xe nhỏ chạy là một điều họ rất thích. Khi giờ đây những mẫu xe nhỏ như này thì ngoài những chiếc xe Vim thì vẫn còn có những mẫu xe Thaco đó, những mẫu xe Kia đó với mức giá cũng rất mềm. Chủ yếu là ngày hôm nay thì mình muốn mời tất cả quý vị và các bạn cùng mình để trải nghiệm ngày lái xe tải trong thành phố Hồ Chí Minh thì nó sẽ như thế nào. Với quy định của thành phố Hồ Chí Minh thì những mẫu xe tải thường bị cấm theo khung giờ, tức là vào buổi sáng thì sẽ bị cấm từ lúc 6 giờ cho đến 9 giờ sáng. Sau 9 giờ thì mới bắt đầu cho phép xe tải được lưu thông vào trong khu vực nội đô, vào thành phố để giảm bớt cái
đường lớn đúng không? Tốc độ giao thông vào giờ cao điểm đó là một điều cũng tốt. Để phải đúng không anh? Nói tiếp về vấn đề cấm tải thì vào một khung giờ buổi chiều nữa là sẽ bị cấm từ lúc 16 giờ cho đến 20 giờ đêm. Sau khung giờ đó thì xe tải lại tiếp tục được phép lưu thông vào trong khu vực thành phố. Mình nghĩ rằng luật pháp thì ra như vậy đúng không? Luật giao thông vẫn đúng, bởi vì ở thành phố Hồ Chí Minh lưu lượng xe lưu thông rất nhiều, nhất là những khung giờ cao điểm thì cần phải có những cái quy định như thế để giảm bớt cái lượng xe lưu thông. Và hôm nay thì mình đang trải nghiệm một xe VIM của công ty taxi tải Thành Hưng. Và nếu như anh chị nào hoặc các bạn nào, cô chú bác nào đang có nhu cầu muốn vận chuyển nhà này, hàng hóa hoặc là thuê xe tải thì có thể liên hệ vào số điện thoại của công ty này. Một lát nữa thì mình sẽ để dưới phần caption, dưới phần mô tả phía dưới để các bạn cùng xem. Nói qua một chút về mẫu xe VIM này nữa nhá. Chiếc xe này đã qua 5 năm sử dụng và những phần nhựa trên mẫu xe này nó có phần đã cũ kỹ, nó có phần là có dấu hiệu của sự bạc màu. Dấu hiệu khá là rõ ràng. Còn về phần vô lăng lái thì nghĩa là nó vẫn đang thực hiện tốt cái nhiệm vụ của nó. Chiếc xe này vô lăng được trợ lực thủy lực, bánh lái cũng rất nhẹ nhàng và êm ái. Phần chân côn cũng được trợ lực, thế cho nên là đạp cũng không phải là quá mệt mỏi. Dùng em cái điện thoại ấy, cất luôn đi, nhấn vào cái nút giữa màu đỏ cho nó tắt. Bây giờ tất cả các bạn, vậy là mình đã kết thúc một ngày lái trải nghiệm mẫu xe VIM này rồi. Và ngày hôm nay thì rất là vui, nhưng mà cũng do một vài cái thiết kế của giá đỡ của mình không được ổn định, thế cho nên là tạm dừng video của ngày hôm nay ở đây. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video đánh giá xe sắp tới. Và sắp tới thì chắc là mình sẽ dành thời gian chăm chỉ hơn để làm những video cho các bạn xem. Và rất là cảm ơn hôm nay người bạn đồng hành của mình, đó là anh Trực. Anh ấy đã đồng hành để mình có một video rất thú vị, trải nghiệm lái xe tải nhỏ trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu các bạn thấy video này của mình thú vị thì nhớ like, subscribe cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho anh em tụi mình nhá. Đây,
đây là chân dung của bác tài xế ngày hôm nay đây. Mình sẽ để link Facebook ở bên dưới để các bạn follow anh này, rất đẹp trai. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video sắp tới của Mê Xe. Bạn đã cần xe đầu kéo cũ, xe tải cũ, sơ mi rơ móc cũ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi 0941 582 868 khu vực miền Nam, hoặc truy cập ngay vào website www.mese.vn.